họ xóa chết chân của em, hiểu không? Vâng. Nên là sau đấy nó sẽ mọc lại. Thì thường thì nó ruồi nó sẽ có hai phần, một phần là cái phần nổi trên bề mặt này, Vâng. còn một cái phần nữa là cái phần chân ấy. Vâng. Phần chân của nó ruồi là nó nằm sâu ở dưới da của em, hiểu chưa? Dạ vâng. Cái khi mình xóa nó mình phải xóa hết cả chân đấy đi. Vâng. Đấy, về nhà anh sẽ cho em thuốc uống thuốc bôi nữa để chống chống viêm mà không bị thành sẹo nhá. Dạ vâng. Cái mặt của em bị mụn trứng cá này, đã từng Vâng. điều trị lần nào chưa? Chưa anh ạ. Mụn này em để tóc như là không ổn, cọ sát đây nó sẽ dễ bị tăng thâm, nên tăng nặng mụn lên đấy nhá. Dạ vâng.